Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học làm chủ Photoshop CC 2019. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về tổng hợp các cách đổi màu cho đối tượng trong Photoshop. Ở đây mình có một số hình ảnh mẫu như thế này. Ví dụ mình các bạn đổi từ màu áo, từ màu đen sang những màu khác, hoặc áo màu trắng sang những màu khác. Như cái hình này, đầu tiên khi các bạn cần đổi một cái màu áo thì các bạn cần phải lấy cái vùng chọn của đối tượng. Mình tách cái đối tượng lên và mình thay đổi cái màu áo. Ví dụ như cái áo này thì các bạn muốn thay đổi cái màu áo màu đỏ thành những màu khác, và các bạn giữ lại cái màu ngôi sao thì các bạn phải lấy vùng chọn của cái áo và các bạn sẽ lấy vùng chọn của ngôi sao để mình tách ra riêng biệt, để khi mình thay đổi màu thành nhiều màu khác nhau thì mình chuyển được và nó không dính dáng tới cái phần background. Thì thông thường là các bạn muốn đổi màu một đối tượng nào đó, mình cần phải có vùng chọn đối tượng để mình tách cái đối tượng lên. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ tách cái layer cái áo này lên. Thì khi đó các bạn sẽ đổi màu áo. Ví dụ mình sẽ tách lên. Mình để feeder xong mình nhấn Ctrl Z là mình tách đang chọn cái vùng chọn của cái áo đây. Đó, mình đã tách lên thì khi đó các bạn sẽ thay đổi. Nếu các bạn chỉnh màu, thay đổi màu trên cái màu áo này thì cái màu background nó không dính tới mà đụng tới màu background. Và có rất nhiều cách để chúng ta áp dụng tùy theo cái yêu cầu của khách hàng, sản phẩm mà mình cần đổi màu, đối tượng cần đổi màu thì mình sẽ dùng những cái lệnh màu và bản chỉnh khác nhau. Thì ví dụ như đối với một cái hình vẽ ý cái hình chiếc mô tô như thế này. Đối với cái hình mô tô như thế này thì các bạn giờ mình muốn đổi cái màu xanh của xe này thành một cái màu khác thì thông thường chúng ta phải dùng Pen Tool. Chúng ta cắt lấy cái phần những cái phần màu chúng ta cần đổi và chúng ta tách lên, xong rồi những cái chi tiết như con ốc này nè là chúng ta sẽ lấy lại, chúng ta sẽ giữ lại cái màu ban đầu thì chúng ta sẽ dùng laser mask. Và bây giờ mình có sẽ dùng một cái lệnh, mình khỏi cần tách cái vùng màu xanh này, mình cũng có thể đổi. Thì các bạn dùng cái phần vào cái email adjustment, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là replace color. Thì khi đó nó sẽ ra một cái bảng giao diện như thế này, replace color. Thì các bạn thấy ở đây cái phần màu trắng là cái phần của chiếc xe, đây cái phần màu đen là cái phần nền. Thì khi các bạn dùng cái công cụ tích màu này, các bạn chấm vào cái màu xanh cần đổi, cái màu các bạn cần thay đổi đó, các bạn cần thay đổi. Và cái công cụ dấu cộng này các bạn sẽ cộng thêm những cái vùng các bạn cần đổi màu. Và cái phần ở trên đây là cái màu ban đầu, còn ở dưới đây là cái màu chúng ta sẽ cần đổi. Ví dụ như các bạn muốn chuyển qua cái màu, đây cái màu này đi, thì các bạn sẽ thấy bây giờ các bạn những cái phần nào các bạn muốn ấy, các bạn dùng cái công cụ tích màu có dấu cộng đây, các bạn cộng vào và dấu trừ thì các bạn cái là phần nào các bạn không cần thiết không lấy thì các bạn nhấn dấu trừ, nó sẽ loại bỏ ra đó. Thì bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh cái thanh này, cái thanh huê là cái thanh màu sắc nè, các bạn có thể thay đổi kéo màu thay đổi nè. Và ở đây cái thanh saturation tăng cái độ tương phản độ rực của màu lên. Và cái lanet này thì nó sẽ tăng làm cái độ sáng, tăng giảm độ sáng nè. Nếu các bạn để bằng không thì các bạn phải tăng lên tí xíu. Đó các bạn này tăng lên cái màu lên thì nó sẽ được lên. Và ở đây mình sẽ những cái phần nào nó chưa ăn màu là các bạn có thể cộng vào. Các bạn có thể thay đổi thành những cái màu khác. Và xong rồi các bạn nhấn OK. Thì các bạn thấy ở đây những cái phần, ví dụ như những cái phần nào nó các bạn không ấy thì các bạn cũng phải lấy vùng chọn để mình dùng laser mask á. Các bạn tạo cái laser mask này, các bạn sẽ
dùng brush mình bôi lại, mình xóa, mình lấy lại chi tiết những cái phần mà nó mình không cần thay đổi. Thì đây là một cái cách để các bạn dùng cái Replay Color để các bạn đổi. Chẳng hạn như ở đây mình có một cái hình này. Đối với cái áo này thì các bạn cũng có thể dùng cái lệnh Replay Color. Các bạn dù có thể dùng lệnh Replay Color, các bạn dùng công cụ tích màu, mình chọn lỗi cái màu vàng. Đây cái màu vàng đây, và các bạn có thể nhập cái thông số hệ màu, cái thông số màu vào đây thì nó sẽ ra ha, mình chọn chính xác nếu các bạn muốn. Đó như thế này thì các bạn thấy cái màu sắc mình thay đổi, cái màu vàng nó đã thay đổi ha, màu đen thì nó vẫn giữ lại. Và những cái vùng này các bạn thấy nó chưa có hết nè, đây là nó chưa có hết, thì các bạn dùng cái công cụ có dấu cộng là các bạn chấm vào đây cái nữa thì nó sẽ ăn đó, nó ăn hết cái phần màu xanh, nó đã ăn hết và mình ok. Thì khi đó các bạn thấy cái phần áo của mình nó đã thay đổi màu sắc một cách nhanh chóng, mình có thể đổi được cái màu sọc của áo. Thì đối với cái hình này các bạn cũng có thể dùng cái lệnh là mình có thể dùng cái lệnh là vào adjustment cái biểu tượng ở bên dưới layer đó, các bạn chọn cái hơi saturation nè, các bạn check vào cái hình bàn tay để mình sẽ coi như mình điểm một, mình chọn một cái màu mình cần thay đổi. Bây giờ mình chọn cái màu vàng, mình cần thay đổi cái màu vàng thì ở đây nó cũng có công cụ tích màu, dấu cộng trừ, thì các bạn cần thêm cái màu nào các bạn cái thay đổi thì các bạn nhấn cái dấu cộng, chọn dấu cộng của bạn cộng vào, cộng thêm, thì khi đó các bạn sẽ điều chỉnh cái thanh huê ở trên nè, các bạn kéo. Thì đối với cái này mình chỉ cần thay đổi màu mình chỉnh, thì nếu mà có cái màu mà để mình so sánh thì mình đặt vào, mình so sánh, mình kéo sao cho nó đúng cái màu đó mình cần muốn thay đổi qua nó. Các bạn kéo đây nó sẽ thay đổi vào cái màu khác nhau. Và cái độ saturation đây các bạn có thể chỉnh tăng giảm cái độ rực nè. Đó các bạn thấy đổi qua màu này, màu xám, màu cam, và những phần nào các chi tiết nào chẳng hạn như nhãn hiệu của áo thì các bạn có thể dùng lấy vùng chọn, các bạn xóa lại trên cái layer mắt này, mình xóa đi thì nó mình sẽ lấy lại được cái những cái logo nhãn hiệu của áo. Còn cái hình lá cờ này cũng vậy, khi mà các bạn cũng muốn chọn mà mình thay đổi thì các bạn cũng có thể dùng cái lệnh hơi saturation này, các bạn cũng có thể đổi được cho qua cái hình cái áo này. Các bạn cũng check vào cái bàn tay và mình chọn cái màu đỏ, và các bạn kéo nè, đó thấy không, nó sẽ thay đổi cái màu áo. Và các bạn muốn đổi cái màu hình ngôi sao nữa, ví dụ như mình giờ mình lấy cắt, mình phải cắt lấy cái vùng chọn hình ngôi sao, các bạn tách cái vùng ngôi sao lên, và bây giờ các bạn đem lên trên thì các bạn muốn thay đổi cái phần màu ngôi sao, các bạn sẽ chẳng hạn mình chỉnh cái màu ngôi sao luôn, mình thay đổi cái màu ngôi sao, các bạn cũng chét vào thì mình đổi qua cái ngôi sao màu khác. Và mình tạo cho nó cái red lip in mask để nó lấy xuống cái vùng của hình ngôi sao, nó không ảnh hưởng tới cái phần áo ở ngoài. Đó các bạn cũng có thể, đó mình đổi cái màu khác ha. Đó chẳng hạn như vậy. Thì các bạn đã thay đổi được màu ngôi sao, màu áo. Và các bạn muốn đổi tiếp cái màu khác thì các bạn cũng có thể kéo và thay đổi qua cái màu áo khác. Thì ở đây ví dụ như những cái phần nhãn hiệu áo ở đây các bạn có thể dùng brush các bạn xóa đi, nếu các bạn muốn là mình đã nói cái những cái nhãn hiệu áo đó, cái những chi tiết ví dụ như áo nó một cái nút nào này nọ, các bạn ấy các bạn sẽ brush mình xóa đi lấy lại. Các bạn sẽ xóa đi. Thì đó là cái cách dùng cái lệnh hơi saturation để các bạn đổi. Còn ví dụ như đối với cái áo đen này
Thì các bạn cũng lấy vùng tròn. Nếu những cái áo từ màu đen thì nó mình đổi qua những cái màu sáng thì nó sẽ khó hơn là những cái màu tông màu kia. Bây giờ mình đã có vùng tròn. Mình tạo một cái group, các bạn click vào đây các bạn tạo một cái group mới. Và mình để feeder, mình click vào cái mặt nạ layer mask nè, để mình lấy cái vùng tròn của cái áo. Đó, nó đã ẩn đi ha. Và bây giờ các bạn để chọn cái mặt nạ của layer mask, các bạn sẽ chọn cái achievement, cái lệnh level này. Và các bạn bỏ, để cái mặt nạ bên đây, mình bỏ cái layer mask này đi, mình không cần thiết, mình bỏ đi. Tiếp theo, các bạn chọn tiếp cái cửa sổ layer mask của cái áo, các bạn chọn cái fill, cái màu đó là Cycler. Chẳng hạn bây giờ mình chọn cái màu này. Và ở đây bây giờ mình cũng bỏ cái layer mask này đi. Các bạn kéo xuống bỏ đi. Và khi đó các bạn sẽ hòa trộn cái mod này. Ví dụ như cái mình chọn mod color, hoặc là tùy theo các bạn chọn cái tùy theo cái loại chất liệu áo, các bạn sẽ chọn là overlay hay là sublight hay là color gì đó. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ chọn là sublight, thì các bạn sẽ điều chỉnh cái đứng cái layer của level nè. Các bạn chỉnh, các bạn thấy ở đây các bạn sẽ chỉnh, mình sẽ tăng cho cái độ áo, cái màu áo nó lấy chi tiết áo lên rực lên lại. Đó, các bạn thấy bây giờ mình đã đổi được cái màu áo từ màu áo đen sang màu áo tím. Hoặc các bạn có thể thay đổi, click vào đây và các bạn chọn qua cái màu khác nè. Nó chỉ cần mình click vào mình chọn màu nào thì nó sẽ ra màu đó. Và các bạn sẽ điều chỉnh cái layer level để cái độ sáng tối cho nó hiển thị cái chi tiết của áo cho nó rõ. Nó rõ rồi. Đó, các bạn có thể thay đổi vào đây, mình sẽ điều chỉnh cái phần này. Các bạn muốn màu đậm, muốn màu ấy, nhưng mình chỉnh sao cho cái chi tiết của áo nó rực, nó không bị mất chi tiết, nó vẫn thấy được cái sớ vải, những cái đường nét gấp của cái áo. Đó, tăng sáng, độ tầm. Hiển làm sao các bạn điều chỉnh cái đây. Và tùy theo ở đây, các bạn sẽ sử dụng những cái mod như là overlay, sublight hoặc là green là tầng tùy theo, hoặc là cái color, thì cái tùy theo cái khi mà cái áo, cái độ ánh sáng của chất liệu vải nó chụp, các bạn sẽ dùng những cái mod hòa trộn đây. Cái layer này, cái layer màu này nó sẽ hòa trộn, nó khác nhau, các bạn sẽ chọn cái nào đẹp nhất thì các bạn sử dụng. Và khi các bạn đã, ví dụ như các bạn đã đổi ở đây nó chạy rồi. Ví dụ như các bạn đã đổi cái màu áo này xong thì các bạn sẽ, mình sẽ lấy lại cái phần nhãn hiệu layer này, thì các bạn có thể, các bạn chọn vào đây, mình cắt, mình lấy vùng chọn này. Rồi các bạn đứng trên cái layer mask nè, các bạn cho màu trắng cái phần background ra quá, cái màu trắng lên trên, và các bạn chỉ cần lấy vùng chọn xong các bạn nhấn phím delete thì nó sẽ lấy lại cái vùng chọn, cái nhãn hiệu của cái áo đây ha. Đó, các bạn đã thay đổi được cái màu áo và cái nhãn hiệu, nó vẫn giữ nguyên cái màu sắc ban đầu. Chẳng hạn những cái phần nào các bạn, những ví dụ dây kéo khóa hay là dây kéo màu đen, thì các bạn có thể mình lấy cắt dùng bên tôi, mình lấy vùng chọn, hoặc các bạn có thể dùng brush, mình sẽ xóa đi bằng thủ công như thế này. Đây là cái dây kéo khóa nó màu đen. Thì như vậy các bạn đã đổi được cái màu áo. Và có thể các bạn sẽ chỉnh cái màu áo này qua cái màu trắng. Nếu đổi thành màu trắng thì các bạn cũng chỉnh, và mình điều chỉnh cái thanh level dưới đây. Các bạn chỉnh làm sao cho thấy được cái màu áo màu trắng, nó chi tiết màu trắng nó lên màu trắng.
Nếu mà cái này không đẹp, các bạn có thể sử dụng đổi qua, ví dụ mình đổi qua cái mod khác, mod color hoặc là cái mod sáng hơn. Ví dụ như cái thằng color, mod color đi. Color các bạn sẽ điều chỉnh cái thằng này lại. Các bạn refresh nó lại ha. Các bạn sẽ điều chỉnh nó lại thì nó sẽ sáng lên nè. Thì khi các bạn biết tại sao mình có những cái viền đen như thế này là các bạn, khi các bạn lấy vùng chọn á, mình cắt cho chính xác thì nó sẽ không bị những cái viền đen như thế này, là do cái áo của cái góc của mình ha. Tại mình này mình làm đại khái thí điểm cho các bạn xem thì không có lấy chính xác cho nên là cái nó sẽ có cái viền đen. Nếu các bạn cắt xích vô, các bạn bỏ cái viền đen đi thì nó sẽ không có bị cái viền đen nữa. Nó đây là qua cái màu trắng và các bạn có thể đổi cái màu khác, ví dụ như mình sẽ chọn là cái màu overlay lại nãy, và các bạn chỉ cần điều chỉnh cái này và các bạn chỉnh lại cái thanh này, và các bạn chỉnh làm sao cho cái màu nó ok. Đó, các bạn điều chỉnh nhìn làm sao cho cái chi tiết của màu áo nó đẹp, nó rực lên và nó không bị mất chi tiết. Và khi đó nó các bạn bây giờ các bạn cứ để muốn màu nào thì nó sẽ ra màu đó, ví dụ như màu vàng, màu cam, màu đỏ. Rất là nhanh chóng các bạn đã đổi được cái màu áo từ màu đen sang cái màu khác, tông màu sáng hơn. Và đối với những cái áo màu trắng như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cũng, ví dụ các bạn cũng làm như vậy mà các bạn sử dụng cái mod khác, ví dụ như đây mình cũng làm y như các bước như vậy. Mình sẽ lấy vùng chọn, mình tạo một cái group và mình lấy vùng chọn xong mình đứng cửa sổ này, các bạn tạo cái cũng level cũng y như nãy, nhưng mà mình sẽ dùng cái mình cũng phiêu màu nữa, nhưng mà mình dùng cái quà trộn cái mod. Đối với áo màu trắng thì mình dùng cái mod khác, các bạn cũng fill soy color, ví dụ như mình đổi thành cái màu áo xanh này thì rồi xong các bạn cũng bỏ cái laser mask này đi. Và ở đây các bạn đối với màu trắng thì các bạn sẽ dùng mod là multi light, và ở đây các bạn sẽ điều chỉnh cái thanh để mình tăng sáng cái thằng này lên. Mình giảm bớt thì cái đó các bạn thấy nó mình cái màu áo của mình nó đã thay đổi qua cái màu xanh nè, những cái nếp gấp này vẫn còn ha, những đường chỉ vẫn thấy. Và các bạn sẽ lấy vùng chọn để mình lấy lại cái nhãn hiệu này, thì các bạn có thể thay đổi màu khác qua màu khác. Ví dụ như màu đỏ, xanh, xanh nhạt, xanh lá. À, như màu này thì các bạn sẽ điều chỉnh cái thanh này lại. Các bạn nhớ chi tiết màu trắng các bạn có thể chỉnh sáng lên một tí. Đó, các bạn kéo lại làm sao cái chi tiết áo này nó không bị mất, những cái nếp gấp nó không bị mất.
Đó, thậm chí các bạn đổi màu khác qua màu khác đó thành màu xanh. Đây các bạn kéo ở đây thì nó sẽ thay đổi nè. Đó rất là nhanh chóng. Thì nói chung những cái màu áo khác nhau thì các bạn có thể lấy, nói chung mình bắt buộc phải lấy cái vùng chọn cho đối tượng. Và các bạn chẳng hạn như mà các bạn lấy vùng chọn cho đối tượng thì khi đã có vùng chọn rồi các bạn sẽ dùng, có thể các bạn dùng một cái fill cái màu, chẳng hạn như mình muốn các bạn muốn một cái màu, cái tông màu áo này, các bạn nhập cái hệ màu, cái son số của cái hệ màu vào đây, các bạn fill, các bạn cũng fill, các bạn cũng có thể dùng cái lệnh fill đây, edit, các bạn fill nè, vào và xong các bạn cũng có thể bắt đầu dùng, các bạn dùng những cái mod này của các bạn hòa trộn nè. Thì thông thường đối với áo màu trắng thì các bạn sẽ dùng cái lệnh là multi-line, đó là như thế này. Và xong các bạn cũng có thể dùng cái này là cái lệnh level để các bạn điều chỉnh, tạo cái ribbon mask cho nó để nó lấy cái vùng chọn xuống cái áo, và các bạn sẽ chỉnh thay đổi. Đó, thay đổi cái độ ánh sáng của cái màu áo như thế này. Thì đây là tổng hợp những cách để mà thay đổi màu cho đối tượng trong Photoshop. Tùy theo mà những cái hình ảnh mà các bạn có thể sử dụng cái phương pháp nào để các bạn chỉnh màu cho nó nhanh và nó đẹp đối với cái sản phẩm đối tượng của mình. Thì ở trong đây nó sẽ rất nhiều cái đổi màu khác, công cụ đổi màu khác nữa mà khi các bạn dùng. Các bạn có thể dùng những cái lệnh màu khác nhau. Các bạn có thể dùng cái adjustment là những cái color balance hay là các bạn đó điều chỉnh. Thông thường thì những cách làm hơi saturation thì các bạn chỉ cần dùng đó theo cái cách của mình làm thì nó là đã đạt được nhanh chóng ha. Các bạn chỉ cần đổi, nếu mà ta yêu cầu các bạn chỉ cần thay đổi màu màu áo, cái sọc áo màu vàng này thành những cái màu khác thì các bạn có thể dùng một cái lệnh duy nhất là hơi saturation để các bạn thay đổi một cách nhanh chóng. Như thế này. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đồng thời các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình. Nhấn chuông theo dõi những video tiếp theo được cập nhật mới nhất trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.